Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Vlog. Thì hôm nay mình vừa cái đào cái ao ở trong kia thì đã xong rồi anh em ạ. Thì anh em hôm nay có cái bạn ở máy 505 sang đây chơi với mình. Thì hôm nay mình lái xe, còn bạn ấy đi lên, bạn ấy lên máy hộ mình nhá. Mình lái xe. Cái gì nát rồi em? Cái gì? Nát cái gì? Bảo cái gì nát? Bây giờ nó còn muốn chết cứng rồi đấy. Đây con xe của mình là xe 3 tấn rưỡi anh em nhá. Đây thì cái xích nó trơn thì mình thường thường là mình vẫn cứ lên cái đầu ben trước thôi. Thế mà anh vẫn làm bao năm rồi đấy, bao ngày rồi đấy. Nó về cái độ ngon thì nó không thể bằng cái con 505 kia được anh em ạ. 505 kia thì nó đỉnh cao hơn. Thì con 503 này thì nó hơi tã hơn một tí. Thì cái xích mình ướt thì mình lên bằng cái đầu ben lên trước thì nó an toàn hơn một chút, là nó không bị không bị vì giả dụ nhỡ nó mà nó có bị trôi ấy thì là nó vẫn mắc được. Bạn ấy nhấc cái đầu lên, như nhấc lên như này xong là tiến vào anh em nhá. Thì cái xe của mình gần như là mình không phải động đến gì cả. Nếu mà mình làm theo kiểu là chống cái đít này lên thì thường thường là người vẫn hay ở trên xe, để lúc được thì mình sẽ ra số hoặc là vào số. Đấy, như này là mình cứ tiến vào thôi. Chung là nó cũng vừa zin luôn anh em ạ. Ok, nó đã xong rồi thì mình sẽ đi lên để mình đây, hai bên nó gần như vừa xít rồi. Mình đi lên để mình đi vào trong, đi chuyển ra chỗ ấy các bác nhá. Đây là ok này. Rồi vào nữa này. Này thời tiết nó mưa gió cho nên là đi lại nó cũng rất là khó khăn. Rút đừng có tắt. Dây. Xong rồi mới lại tắt chỗ. Tắt đi đứt cầu chì. Củ phát nó nạp thẳng vào nó đứt cầu chì luôn. Cái này nó phải có mật mã riêng ấy, không phải đơn giản đâu. Chú bảo cái cần kỹ thuật kia nó cứng như kiểu đá rồi, anh phải toàn anh toàn phải dùng nhẫm ấy bảo hành nhá. Đi đằng sau đi. Ok, mình sẽ lên để mình đi. Ok. Ở trong gọi là cái vùng nông thôn như thế này thì mình gọi là đi chậm thôi, an toàn, để ý dây điện này. Rất nhiều dây điện luôn. Nên là mình sẽ đi từ từ và đảm bảo an toàn. Cái kính này nó hơi mờ một tí nên là anh em thông cảm nhé. Kính này nó cái gạt mưa của nó mất cái phần để mà gạt nước đi rồi, nên là mình phải cậy ra cho lầu tay nó đi thì nó khác tự cung đi đâu. Lúc kia có dây điện thì nhưng mà nó khá là cao nên là cũng không lo lắm. Cầu này đi được. Đây nó là cái đập tràn này nhở. Qua
số 2 đi cho nó thoáng ngoài anh nhỉ. Nhiều khi đi chậm quá nó cũng không tốt đâu. Chỗ này có một cái dây điện rất là thấp này. Mình có điện thoại. Alo. Vâng. Đi qua một lần mình cần đấy thì đi qua một lần nữa. Ờ, đang đi quay lại nữa đâu. Cái đèn này phải có người các bác. Quá nhiều dây điện. Mắc ở tí đằng đầu đuôi anh ạ. Lên à? Hả? À? Cái gì? Không có đâu, cứ xuống đi, qua rồi gì? Xuống đi, xuống đi. Ok. Qua rồi thì mình sẽ nhả cái củi ra. Trời mưa, nó mưa ở ngoài cho nên là rất là mắc. Khá là nhiều cái dây điện. Cái mép bên kia nó rơi vào cái chỗ mà nó bị trơn đấy các bác.
hơi điện hơn rồi. Nó không nhiều như ở trong kia nữa. Đây có một cái nhưng mà cái này khá là cao. Qua rồi nhá, cái điện thì cũng qua rồi. Đây cái chỗ chỗ bãi đất của mình đó. Đi đâu? Hả? Làm đây mà. Mang xe đây để đấy. Ok thì vừa rồi cũng là một cái video mình vừa mới chuyển máy thì mình sẽ kết thúc cái video ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo nhé. Mình chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả anh em những video tiếp theo. Xin chào. Đây là công trình mới của mình nhỉ.